Xin chào các bạn, đây là những cây lan lọng mình xin muốn giới thiệu đợt này. Và kỳ này về bụi to đẹp, cây khỏe nhưng mà giá cả rất là bình dân, rẻ hơn lúc trước cả 100.000 đồng một giò, để cho chúng ta chơi ha. Cây lọng này, đây, cái bông của nó đây nè, chúng ta trồng lọng này là những cây lọng dễ dàng để chúng ta chơi ha. Bông ra thường xuyên các bạn, chúng ta có thể ghép gỗ, trồng chậu và thậm chí trồng giống như cách la da cũng được luôn. Mình thấy bên Thái họ trồng lan lọng giống như cách la da, tức là trồng sưa dừa, nhưng mà họ trồng là cái chất trồng là sưa dừa nhưng mà chậu là phải kín lỗ nha các bạn. Mình thấy là họ trồng gần như chậu nào cũng kín lỗ hết đó, thì chắc là mục đích để giữ nước, giữ hơi độ ẩm. Chứ nếu trồng chậu họ lỗ như là những chậu như vậy thì mình thấy họ không có, họ chỉ trồng những chậu kín lỗ. Thì chúng ta biết rút kinh nghiệm để chúng ta thể trồng đứng mà dạng giống như cái là da nhưng mà chậu kín lỗ, còn không thì chúng ta thể ghép gỗ để chúng ta có được những cây lan lọng lạ và đẹp mắt. Chúng ta mà chơi những cây lan này ở Việt Nam là không đụng hàng luôn, vì lan lọng thường là nó bông nó rất là nhỏ và nó mau tàn và nó khó bông ở miền Nam. Thường nó lan lọng nó nằm ở miệt Đà Lạt, Lâm Đồng nhiều lắm, nhưng mà miền Nam là gần như không thấy có. Thì qua cái cơ hội để chúng ta mua những cái hàng Thái Lan này để chúng ta có được cái lan lọng lạ mắt để chúng ta chơi, đó là một điều rất là quý và giá thành rất là bình dân. Chứ mình nói thật, trong trên thế giới nha, những cây lan mà có giá trị cao thì nó lại đi nghịch với những cây lan ở Việt Nam. Ví dụ ở thế giới họ đánh giá rất cao lan hài và lan lọng và giá thành rất là cao những cây lan đó, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì như là giả hạt với kiếm, lúc trước là cát lai da hay là nên ngô nắng thì nó tạo ra cơn sốt giá tiền. Cát lai da thì mình công nhận có nhiều cây quý thiệt, nhưng trên thế giới mà giá tiền cao thì thường là cây lan hài là cây giá trị cao nhất, rồi cây lan lọng, rồi cát lai da, tức là những dòng họ đó được trên thế giới đánh giá cao và giá trị rất là cao. Và giá trị trên thế giới là những giá trị thật, tức là không có bị nâng giá. Chứ bây giờ mình thấy ở Việt Nam thì giá thành bị nâng lên rất là nhiều về những cây lan quý hiếm, mắc tiền, chia nhau và danh giật nhau để lấy các bạn ha. Thì chúng ta có thể mua những cây lan lọng này chúng ta chơi. Thì trước đây chúng ta biết là có những một cây lan lọng mà nổi tiếng chưa giờ đó là lọng chuột, thì bây giờ chúng ta có thêm vài cái loại lọng nữa. Cái lọng này nha mà thành màu vàng là mắc các bạn, mắc gấp mấy lần tiền của lọng này, tức là cái loại này nó có bông màu vàng luôn. Các bạn coi video mà thích mua những cây lọng nhầy mà mắc tiền màu vàng thì có thể vào trang web siêu thị qualai.com coi để biết cái giá của nó. Tại cây đó khá là đắt tiền nhưng mình không có quay video, nhưng bông nó màu vàng để chúng ta mua về chơi để sưu tầm. Trên công ty thì còn bán như một số loại lọng khác như là lọng chuột, lọng ghẻ quạt, thì chúng ta có nhu cầu mua thì bên công ty mình sẽ kiểm tra có còn hàng không, vì những cây lọng này nó không có hàng thường xuyên, có nhiều lúc khách hàng mua mấy loại luôn nhưng mà không còn hàng, không có hàng. Thì hôm nay nó có hàng cây lọng này, mình nó có tên khoa học nhưng mình cũng không biết nó gọi là cây gì, bông gì, tên này là tên gì nữa, nhưng mà cái bông cụ thể của nó là như vậy. Nó có hai cái chân rất là dài ra cho chúng ta nhìn giống như cái mặt, hai cái này giống như là cái râu hay cái tai gì đó, và cây đặc biệt là khỏe mạnh như cái là da vậy các bạn. Rồi mình sẽ nhấn là mạnh lại, đây là những cây lai lọng xứ nóng, dễ bông, dễ trồng, trồng như là cây lai cá lai da, và bông của nó là màu, nó là màu đỏ, và chúng ta có thể mua những cây này về trồng cực kỳ dễ dàng. Và có bạn, các bạn có như xem thấy giá thành của cây lọng này mà ưng ý, giá rẻ quá thích thì có thể mua những cây lọng này về chơi. Chúng ta có thể vào trang web siêu thị qualai.com đặt hàng theo cái mã số trên video này đăng, hoặc là gọi điện bên công ty theo số hotline đã đăng trên video này. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video về lan lọng. Xin cảm ơn và xin chào nhé các bạn.